xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký năm 2017 các bạn nhé. Phiên bản G này thì rất là đẹp rồi các bạn ạ, màu vàng cát, và chắc chắn với quý vị các bạn một điều là những bản G này là không chạy dịch vụ đâu ạ. Rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Nội thất màu kem, rất đẹp luôn các bạn nhé. 2017. Đấy, rất đẹp luôn này, đây là năm sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 đây các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn này. Nội thất này, đẹp luôn. 2017 các bạn nhé. Phiên bản G. Đấy, bản G là bản đầy đủ hết rồi các bạn này. Từ điều hòa tự động, ghế da nguyên bản này, đèn bi xê nông này. Đấy, nguyên bản và rất đẹp luôn này quý bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2017 thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Rất là đẹp luôn đây ạ, màu vàng cát quý bạn nhé, lốp rất đẹp này. Các bạn nhé, rất đẹp luôn. Đèn pha bi xê nông này, rất là đẹp. Nội thất thì rất mới luôn. Toàn bộ keo chỉ này, máy móc keo chỉ này, nội thất này đều nguyên bản này. Nguyên bản là rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, 2017 này. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.